Ôi, lửa luôn nhá. Đức, sếp, Uller, lửa. Đúng rồi. Anh à, Beckham. Thế nào nhỉ, lửa luôn chứ. Hà Lan, lửa. Pháp, rồi đúng à, Mbappé à. Ui, 121 kìa. Má, thật. Nào, thí sinh đầu tiên. Thí sinh đầu tiên sẽ được chọn là ai? Đây, 95 cộng. Gần 800 tỏi là phải 150 vòng bạn ơi. Tôi chỉ chơi 120 thôi cho nên là không được 108. 800 tỏi là phải chơi hết 150 vòng cơ. Tôi chỉ đủ tiền chơi 120 thôi à. Làm chưa mở, chưa nghe đội tộc rồi đấy. Mẹ từ đợt hồi chơi GTA suốt ngày nghe, nhưng mà mẹ từ bây giờ thì kiểu mẹ lâu lắm mới nghe các bạn. Ôi, lửa luôn nhá. Đức, sếp, Müller, Rickon lại. Hay là mở gói này mà ra mẹ cộng 8 này. Đúng một độ tộc. Rickon. Ui, nghe nhiều giống chicken đấy nhá. Mẹ. Tôi nghe thấy mùi giàu có ở đây rồi các bạn ơi. Đéo phải ai mở thẻ 96 cộng 8 ra như được như tôi đâu, nghe chưa. Ơ, ít mày đéo chạy luôn, Rode. Không sao, đúng rồi, như thế mở thế quá lừa rồi các bạn. Ra vua là Blol. Tôi thấy mùi Rick ở đây rồi, mùi Chicken ở đây rồi. Con số tiếp theo, thẻ được chọn tiếp theo nào. Như trên này thôi. Đây, mấy thẻ trên này. Có những lời khinh, có những lời bình. Ui, 69, 63 thẻ này á. Mùi thẻ nào tiếp theo bây giờ nhờ. League One. Hết rồi. Tôi sinh ra là người Tây, nhưng họ nói rằng tôi là người Chăm. Mở cái thẻ nào các bạn ơi. Đây à, Century à, đéo phải 91 cái thì đéo phải này. Đây, Totti 2.5 đi. Không ầm ĩ, dân đồng Lào nhưng mà sống giờ Mỹ. Miễn là được chơi cùng huynh đệ thì thôi, nó cứ phải gọi là hợp lý. Missy on me. Tôi muốn nói không có gì đâu, chỉ có tình yêu dành cho. Như nào nhỉ? Lửa luôn chứ. Hà Lan. CDM à? Em quen nhở? Trời ơi, Classie à, đéo quen luôn. Quay đĩa luôn ha. From Missy with love. 93 này. 93 đi. Như biểu. Lửa. Ui đéo có lửa luôn. Mẹ à, thề bịp thật. Rakitic. Rakitic đéo được có 3 triệu vậy. Tiền 96 này. Hai con này mở cuối này. Mở nơi TG thôi nhỉ. Lửa. Đúng rồi. Anh à, Beckham. À tiền đạo á. Owen à, Rooney à, Lineker. Trời ơi má ơi, sao đéo phải là Beckham vậy. Má mà đá xuống LM thôi, Beckham không. Người Anh rồi. Phôi to à, ngon. Thôi thực ra phôi tôi cũng đéo quan trọng, tại vì tôi cũng đập cầu thủ đéo đâu. 96, ui còn mới. Còn có đúng mẹ 5 thẻ thôi hay sao ấy. 96 đi. Nhạc này xỉu quá.
Bài này hơi xíu quá nào, tôi phải chọn bài nào kiểu mà nó máu máu mặt tí, hiểu không? Không có nhạc nào kiểu máu mặt tí nhở? Ê. Nghe bài này đi. Bài này cũng không hát gì luôn, thế nó không có tí nào máu mặt đấy. Ui địt mẹ, đéo nó lửa luôn, Rivando. 111 luôn, 3 con 1. Ba con 1 là thành 1 con 3. Còn mỗi 4 thẻ thôi sao ấy. Mấy thẻ này rác thì mở sau các bạn nhiều quá. Mấy thẻ này nhiều mà. CC này mùa mới à các bạn? EBS 100 à? Rider làm sao mà đăng YouTube được em ơi. Cống thôi lừa đi. Ui. Vãi lột Peter Check luôn. Chứ sao chỉ số thấp thế nhở? Chắc 15 ạ. Sao không một lần thoải mái với chính con người ở trong em ngồi bên ngoài khung cửa Hà Nội 12 giờ đêm sâu dần về phố không biết giờ này có ai chờ em một lô nào dần nó buồn giống như là những chiếc hài lọ lem rồi nó cũng sẽ chợt tan biến lý giọt xương kia sẽ phai mờ thế từ đâu đầu khi mình bị tăng cân một tuần đi làm tới 6 lần em là một nhà phân tích khi nó một lô Đi, mẹ sao toàn thủ môn vậy? Trời ơi. Henderson lông đèo đó. Toàn thủ môn vậy. Phải là thế tôi lọc hết thủ môn ra con ạ. Cho đéo ra thủ môn. Nhiều thủ môn quá. Anh được rất tuyệt vời. Ra Rondo đẹp. Danh 7 là bú cho này. Không lọc là cút đấy. Bỏ Gullit vào cũng đéo ăn đâu. Cho nên là thôi mình quyết định bam Rondo. Mbappé được. Messi cũng càng tốt. Lửa. Borussia. Tây Ban Nha. CDM à. Có ai ta? Xabi Alonso à. Sigo Buquek à, 119 hơi thọt nhỉ. Tôi muốn 120 cơ. Cái này cao nhất là 121 đúng không? Ờ cái thẻ này là cao nhất là 121 cơ mà, có phải 120 đâu, 120. 120 là 105. Sao ra bài này vậy? Ra bài này chết tôi, bản quyền nó cứt luôn. Còn một thẻ cuối nào. Thẻ này mới là tất cả, quyết định tất cả này. Hắc một lờ này yếu ấy nhở. Em hỏi tối nay ta đi đâu nhờ. Anh chẳng có thời gian để câu giờ. Một lờ chỉ số thấp vậy. Cô, kem Merino. Em hỏi tối nay ta đi đâu nhờ. Anh chẳng muốn phải sâu bờ. Không muốn ra ngoài kia. Vì trời nắng hay mưa ta đâu. Thôi đéo cái lọc đâu, lọc cút đấy.
em nói là sáng nhớ tôi, vậy thì baby tối nhớ sang, cũng đừng quá đáng với tôi nên là mắt đi ra hi movic. Baby hãy cứ làm những điều em thích ở trên cuộc đời, đừng quan tâm những lời công kích về em ở trong lửa pháp rồi đúng không? Em bắt thề à? Thông vi lông đéo nào. Ui 121 kìa. Má thật. Thông vi lông nào vậy? Nhưng mà thầy tôi thấy 121 tôi yêu nha. 121 là tôi yêu lắm ấy. 121 là tôi yêu lắm đấy. Ờ, ông Thao Vi này đến với ông nào luôn. Nhưng mà thầy 121 là yêu đấy. Em đặt taxi, bật một bài nhạc catchy, kêu anh ngồi vào sát 107 à? Mắc luôn mà, 108 hay sao ấy. Tại vì tôi nhớ 107 chỉ lên được 120 thôi đúng không? Không có Bali, anh đưa em đến Ba Vì. Không giống Daddy, trông anh như đó baby. Mắc 122 à? Ui, 122 là 107 đúng không? Đúng rồi, 121 mới là 106 thôi. Tôi thấy Ibrahimovic 122 cơ mà, à 107 cơ thì cộng 8 lên phải 122. Thôi nhưng nói chung là cũng bú rồi. Không biết có anh nào, anh em nào mua cái này tôi bán phát nhờ. Nửa tỷ đấy, ít đâu. Legend of Loan. Ui, anh em nào mua không để tôi đăng bán cái nhờ. Mẹ cứ thử Mbappé ra R đúp rồi thì mày như Mbappé đâu có mùa này. Đúng không? Nhìn ngon thế nhờ. Tưởng là thử xem Mbappé có mùa này không. Đấy, Mbappé có mà thì nguyên cái thằng Mbappé ở đây này. Tại sao đã phải ra Mbappé là ra Mbappé là được nghìn tỷ đấy. Đây là cái lần đầu tiên hình như là ra mùa lòn đúng không ạ? Đấy, sau này về sau nó sẽ ra rất nhiều mùa lòn nữa thì làm sao mà lên được giá các bạn nữa, đúng không? Tại vì càng ra mùa lòn thì mình tỷ lệ mở thẻ sẽ rất là ra nhiều đúng không? Các bạn thấy BTB không? Bây giờ hồi xưa mẹ mấy cái thằng 120 hiếm vẽ đái, bây giờ đống còn gì nữa, đúng không? Sao mình không bán được? Sau về sau bán không kịp đâu, làm sao mà lên giá được anh em? Bây giờ mùa là mình để lại đập hoặc là đá, nhưng mà để lại đập tôi cũng đéo đập thằng nào cả. Đá tôi cũng đéo đá thằng này. Tại vì thằng này không có ma team KL nào hợp đội hình tôi ấy. Tại sao mình không bán đi, đúng không? Nên Docker mở gói mới săn rô béo á. Xem cầu thủ trong đội hình có con nào để cần đập không. Đéo có nào cần đập ấy. Ronaldo. Bảy. Ui, đây mua rô béo về đá không nhỉ? Cầu thủ ước nguyện của tôi, mua luôn, đéo nó nhiều. Anh rô béo là thích mày hay gì? Đéo cần biết lương như nào, tôi muốn anh rô béo đá trong đội hình của tôi. Dọn phôi đã bạn, dọn phôi đã xong rồi tôi sẽ dọn phôi đã xong rồi anh em mở thẻ CC kiếm Ronaldo béo, Cristiano Ronaldo. Chắc chắn tôi nghĩ tôi linh cảm sẽ mở Cristiano Ronaldo man. Để tiền bãi mua con Ronaldo vẽ icon lâu lắm đấy. Kiểu cứ dùng tiền lung ta anh tinh ấy đấy. Đấy rồi, có mục tiêu rồi. Thấy á, từ lần sau tôi mở thẻ là tôi sẽ kiểu để cầu thủ làm phôi ấy các bạn. Đấy, đã còn phải bán nữa hiểu không? Như kiểu bây giờ tôi mà đập con Ronaldo lên cộng 5 một cái là thôi. Cái con lúc nãy là để làm phôi rồi đấy. Mà sao đéo lên mày khó tính vậy. Một cọc cũng lên được mà. À thôi nhưng mà không sao, dọn phôi cho nó nhanh. Bây giờ lên xong về đập lại sẽ dễ tụt lắm. Tôi thích những gì khó ấy, càng khó với càng ló cái luôn. Đây rồi, lên rồi, cái này lên chắc rồi. Đấy, ngay, lên cậu 3 luôn này.
Nhắc cho nhớ trước khi ngày mai. Sắp hết rồi, sắp hết rồi. Như điều tempo of your favorite song. Đấy, đéo đập nữa. 2.000 tỷ đội hình giá trị lên ngay. Đâu, anh có đập 5 luôn đâu em. Anh đợi sự kiện sao anh mới đập 5 cơ. Về hết tiền rồi cũng không mua được phôi ấy. Lên. Yes. Ở gì là bố. Đấy. Sự kiện thế là vui rồi.